Bạn có thấy điều gì lạ không? Cầu thủ này chẳng ra sân phút nào, nhưng mọi máy quay của các phóng viên đều dành hết spotlight cho anh trên băng ghế dự bị. Vâng, đó là Lionel Messi, và chỉ có anh mới tạo được sức hút bất chấp đến vậy. Trong ngày Lionel Messi không ra sân để dưỡng thương, anh nhẹ nhàng chứng kiến các đàn em Argentina dễ dàng hạ gục Peru để hoàn tất hành trình vòng bảng viên mãn một cách tuyệt đối. Một lời khẳng định giàu sức nặng trong lần trở lại bảo vệ ngai vàng đến từ nhà đương kim vô địch. Không Messi, tuy vậy, tập thể Albiceleste vẫn đủ khả năng và đẳng cấp để giải quyết trận đấu một cách nhẹ nhàng. Ở chặng cuối của sự nghiệp của đội áo số, nhìn vào màn thể hiện này của những người đồng đội, có lẽ chính bản thân siêu sao sinh năm 1987 cũng đã có thể an tâm về thế hệ kế cận để cùng nhau hướng đến cái kết trọn vẹn phía trước tại ngày hội Copa America 2024. Vào buổi sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Argentina đã ra sân thi đấu lượt trận cuối cùng trong khuôn khổ bảng A gặp đối thủ là Peru. Điều đáng chú ý là trong trận đấu này, ngôi sao lớn nhất của các nhà đương kim vô địch là Lionel Messi chỉ được huấn luyện viên Scaloni bố trí xuất phát trên băng ghế dự bị. Tuy vậy, trong bối cảnh chỉ vì gặp đội bóng có thực lực thua kém và xếp cuối bảng, Argentina cũng không gặp nhiều khó khăn để nhẹ nhàng mang về 3 điểm trọn vẹn với cú đúp của Lautaro Martinez được thực hiện ở khoảng đầu và cuối của hiệp 2. Xét rộng ra, với chiến thắng vừa giành được, Argentina đã tích lũy được thêm cho mình 3 điểm, qua đó khép lại hành trình vòng bảng trọn vẹn với 3 trận toàn thắng. Tổng cộng, thầy trò Scaloni đã ghi được 5 bàn, chưa để thủng lưới bất cứ bàn thua nào và gần như tỏ ra ao trình hoàn toàn với các đối thủ nằm cùng bảng. Quay trở lại với bọ chét nguyên tử, người chỉ ngồi dự bị xuyên suốt 90 phút quãng thời gian thi đấu ở trận này. Trước khi trận đấu diễn ra, đã có những thông tin cho rằng thủ quân của Albiceleste không may gặp phải chấn thương. Cùng với việc anh phải ngồi ngoài theo dõi trận đấu cũng đã khiến không ít người hâm mộ đội tuyển Argentina cảm thấy lo lắng. Tuy vậy, ngay sau cuộc đọ sức gặp Peru, những người đồng đội trên tuyển của Messi cũng đã lên tiếng trấn an các cầu thủ viên khi khẳng định tình hình của El Pulga vẫn hoàn toàn bình thường và anh có thể sẵn sàng góp mặt trong trận đấu ở vòng tứ kết. Phát biểu sau trận, Lautaro Martinez, người ghi cú đúp vào lưới Peru cho biết: "Leo vẫn ổn, chúng tôi hy vọng anh ấy có thể tham gia trận đấu tiếp theo. Tôi đã dành tặng bàn thắng cho anh ấy vì tôi biết Messi có ý nghĩa như thế nào với chúng tôi." Tiếp theo đó, lần lượt Angel Di Maria, người được mệnh danh là thân hộ mệnh của Messi, cũng khẳng định: "Leo rất ổn, cậu ấy đang hồi phục. Chúng tôi hy vọng cậu ấy có thể sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Chiến thắng hôm nay là dành cho cậu ấy." Cuối cùng, thủ thành Emiliano Martinez cũng nói thêm: "Quyết định để Messi nghỉ ngơi và chuẩn bị sẵn sàng cho trận tứ kết rõ ràng là một quyết định rất tốt." Với những thông tin kể trên, có thể nói người hâm mộ phần nào đó cũng đã yên tâm về tình hình hiện tại của chủ nhân 8 quả bóng vàng. Rõ ràng quyết định để Lionel Messi ngồi ngoài trong trận đấu này cũng có thể coi là quyết định hợp lý và có thể hiểu được đến từ ông thầy của tuyển Argentina, Lionel Scaloni. Trước đó, sau hai chiến thắng mở màn liên tiếp với các đối thủ là Canada và Chile, Albiceleste cũng đã chắc suất đi tiếp và trận đấu này trên thực tế cũng không mang nhiều ý nghĩa sống còn. Bên cạnh đó, El Pulga ở thời điểm hiện tại cũng đã bước đến ngưỡng tuổi 37, độ tuổi mà không nhiều cầu thủ có thể duy trì được một thể trạng đảm bảo cho bóng đá đỉnh cao. Bởi thế, việc giữ chân cũng như là dành sức của Messi cho trận đấu quan trọng hơn tại tứ kết cũng được coi là sự sáng suốt. Trước đó, tại giải đấu lần này, Lionel Messi cũng đã được bố trí xuất phát ngay từ đầu ở hai trận đấu đầu tiên ở vòng bảng. Cho tới thời điểm hiện tại, mặc dù chưa thể ghi dấu ấn với bất cứ bàn thắng nào, nhưng những đóng góp của bộ chét nguyên tử cũng là điều không thể phủ nhận. Dù không còn có thể hoạt động quá tích cực giống như thời kỳ đỉnh cao, những đẳng cấp và kinh nghiệm chính là những yếu tố quan trọng được M10 mang tới với đội tuyển quốc gia quê hương. Trong những thời điểm nhận được sự tin tưởng, anh vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng vào lối chơi của các nhà đương kim vô địch. Mà minh chứng rõ nét nhất chính là pha kiến tạo để Lautaro Martinez lập công ấn định chiến thắng vào lưới Canada ở trận đấu ra quân. Lionel Messi vẫn biết cách trở thành chỗ dựa quan trọng đối với những người đàn em, những người đồng đội cùng khoác lên mình màu áo Albiceleste. Tuy vậy, với sự thiếu vắng người nhạc trưởng kỳ cựu trong trận đấu buổi sáng ngày hôm nay, huấn luyện viên Lionel Scaloni và toàn bộ tập thể Argentina như cũng đã khẳng định được những điều họ có thể mang tới. Messi rõ ràng vẫn rất quan trọng và mang đến nhiều điều tích cực đối với đội tuyển. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tập thể Argentina phải phụ thuộc quá nhiều vào người đội trưởng của mình. Điển hình như trận đấu vừa rồi, khi Messi được cho nghỉ ngơi và ngồi theo dõi trận đấu trên băng ghế dự bị, toàn bộ các cầu thủ được đưa vào sân đều đã chơi rất tuyệt vời, tạo nên ưu thế lớn trước đối thủ, gây ra được sức ép và sau đó là nhẹ nhàng giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn. Theo thời gian, đội tuyển Argentina đang từng bước hoàn thiện và xây dựng được cho mình bộ khung đội hình cùng lối chơi vô cùng ấn tượng. Trong những năm trở lại đây,
Albiceleste đã giành được chức vô địch Copa America gần nhất, sau đó đỉnh cao lên ngôi tại ngôi hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 trên đất Qatar. Để rồi giờ đây họ hiên ngang bước tới kỳ Copa ở mùa hè năm 2024 với tư cách là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị vô địch. Với thành tích rất tốt liên tiếp giành được tại các giải đấu lớn, đi kèm với đó là thực lực đến từ dàn sao đẳng cấp và quan trọng hơn là cả tinh thần chiến đấu cùng sự đoàn kết. Những mục tiêu được đặt ra đối với Argentina cũng sẽ là rất lớn. Hành trình vòng bảng đã khép lại vô cùng mỹ mãn với 3 chiến thắng liên tiếp. Đó chính là lời khẳng định giàu sức nặng của tập thể áo sọc trắng xanh. Trong cả 3 trận đấu đó, Argentina đều đã cho thấy được lối chơi đầy thuyết phục của mình. Họ cho thấy được khả năng kiểm soát bóng tốt trong phần lớn thời lượng của trận đấu. Bên cạnh đó, Argentina dù không thường xuyên tạo ra sức ép quá dồn dập, nhưng cũng vẫn luôn biết cách mang đến sự hiệu quả và chiến thuật vô cùng hợp lý. Ở nhiều thời điểm, có thể nói Argentina đã rất khác so với khoảng 5 đến 10 năm trước đây. Khi đó, Messi gần như là linh hồn không thể thiếu, gánh vác cả một tập thể trên vai. Nhưng giờ đây ở tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp, bên cạnh Messi đang có được những sự chia lửa vô cùng quý giá. Nhìn vào 3 trận đấu vừa qua tại Copa của Albiceleste, những đối thủ như là Canada, Chile hay Peru lúc này hầu như đều không phải những đội tuyển đủ thực lực cạnh tranh cùng Argentina. Dẫu vậy, cách mà đoàn quân Scaloni thi đấu đang để lại rất nhiều điều đáng để kỳ vọng. Những cơ hội là điều có thể được đoàn quân áo sọc trắng xanh tạo ra ở bất cứ vị trí nào, với bất cứ cầu thủ nào. Họ thể hiện một lối đá kiểm soát với cách tấn công cực kỳ linh hoạt, và đây được coi chính là mấu chốt cho sức mạnh của Argentina. Kỳ Copa mùa hè năm nay được nhiều người coi như là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại đương đại là bóng đá thế giới Lionel Messi. Có thể nói rằng với những người đồng nghiệp quê hương, các cầu thủ Argentina vẫn đang cố gắng để làm hết sức mình, giúp Lionel Messi có được đoạn kết thực sự mỹ mãn trong sự nghiệp chơi bóng. Đội tuyển Argentina đã thể hiện rất tốt ở vòng bảng, dù trong bối cảnh có hay không có Messi trong đội hình. Đây sẽ phải là điều cần được thầy trò huấn luyện viên Scaloni duy trì cho các trận đấu tiếp theo phía trước để có thể tiến xa hơn nữa trên đất Hoa Kỳ mùa hè này. Không nói thì ai cũng hiểu, càng vào tới vòng sâu hơn, những đối thủ mà Argentina phải đối mặt sẽ càng mang nhiều thử thách hơn, buộc Messi và các đồng đội phải vượt qua. Argentina có được 9 điểm và lại được bóng đi tiếp với tư cách nhất bảng A. Đối thủ tiếp theo mà El Pulga cần phải đối mặt phía trước sẽ gọi tên đội nhì bảng B, vị trí mà hiện tại đang được cạnh tranh bởi Mexico và Ecuador. Có thể nói đây đều là những đội tuyển khó có thể được so sánh với Argentina về thực lực. Nhưng trong một trận đấu loại trực tiếp, những thách thức giành về vẫn được đánh giá là không hề đơn giản. Và chắc chắn rồi, đó được kỳ vọng sẽ là thời điểm cần đến đẳng cấp của bọ chét nguyên tử Messi lên tiếng. Chốt lại, có một điều cần phải thừa nhận rằng Argentina đến với Copa năm nay đang tỏ ra rất mạnh mẽ dù có hay không có người đội trưởng trên sân. Phần nào đó Lionel sẽ được hưởng lợi đến từ việc này, khi anh đang có cơ hội rất lớn trong việc mang về thêm một danh hiệu để nối dài những dấu mốc trong sự nghiệp vĩ đại của mình. Và giờ đây, khi mà siêu sao người Argentina đang được sát cánh cùng những vị tinh tú ở sân chơi lớn nhất có thể coi là cuối cùng, các khán giả chắc hẳn sẽ chờ đợi vào một cái kết đẹp trên đất Hoa Kỳ của huyền thoại 37 tuổi.